xanh ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt ngờ cho nàng rửa chân. Út con, mẹ đem thức ăn đến cho con đây. Mẹ mới đến. Con mau lại ăn cơm đi. Thằng cháu ngoại của bà ngủ rồi sao? Dạ, trộm vía, thằng bé ngoan lắm mẹ ạ. Cực cho con rồi Út ơi, mẹ thì nhỏ bé, lại phải chăm đứa con to gấp 5 lần mình. Không cực đâu mẹ, may mắn là đứa bé được như người bình thường. Thằng bé kháo khỉnh quá. Mẹ ơi, vừa đã thu hoạch được rồi đó ạ. Vậy thì tốt quá. Nhà vua ban lệnh sẽ mở hội kén vợ cho tam hoàng tử. Nhiều người sẽ đến xem hội đó con. Hay quá. Chúng ta sẽ bán được nhiều dưa. Ừ, ngày mai hai cha con đem dưa xuống làng mà bán, để mẹ trông cháu cho. Con sợ đi sẽ gây phiền phức cho cha. Con đừng có nghĩ như vậy. Lễ hội đông người, không có ai để ý đâu. Với lại cha con cũng cần có người phụ giúp. Dạo này mẹ già yếu, đi tới đi lui không có tiện. Con xem, mẹ đã may cho con một bộ quần áo mới để đi hội rồi nè. Con cảm ơn mẹ. À, con cũng có quà tặng mẹ. Con may áo cho mẹ nè. Mẹ có thích màu này không? Con tự may đây sao? Dạ, lúc rảnh con không làm gì nên... Con tôi giỏi quá, mẹ thích lắm. Cải xanh đây, cải xanh đây. Mình nướng cho đây, mình nướng. Cải xanh mới hái đây. Bà con ơi, mình nướng cho con về, mình nướng nè. Ghé mình nướng nè. Mày cải đi cả hai. Ngoài mặt áo xanh, bên trong bình đỏ. Quả tuy tròn nhỏ, lại lấy hạt đen. Người nếm thử xem, ngọt ơi là ngọt. Chà, lời rau dễ thương quá. Ủa, mà sao không thấy người rau ta? À, có phải tiếng rau từ hàng của ông không vậy? Tiếng dễ thương quá trời, mà đâu phải ông này. Đúng vậy, chính là tôi đang rau bán dưa cho cha tôi. Chà, trời ơi, người đâu mà nhỏ xíu hà. Ủa, con biết làm trò nữa đây nè. Trời ơi, thiệt là một đứa nhỏ đặc biệt mà. Các công chúa ở đâu mà đông vậy ta? Nghe đâu dự tuyển có gần 20 cô, có nước đưa tới 3 công chúa. Thì tam đệ nổi tiếng đẹp trai, văn võ song toàn, ai mà không muốn lấy? Hơn nữa lại là người thích hợp để kế vị mà. Để nói cái gì? Ta là con trưởng, ngôi vua chừng nào mới tới lượt tam đệ? Thôi hoàng huynh bớt nóng. Huynh nghĩ coi, tuy huynh là con trưởng, nhưng trước giờ tam đệ được cha yêu quý nhất, các quan cũng ủng hộ tam đệ. Giờ ngay cả chuyện cưới vợ cho đệ ấy cũng phải tuyển từ các công chúa của các nước láng giềng. Đệ nói cũng phải. Xem vợ ta chỉ là con tể tướng, vợ đệ chỉ là con của tướng quân. Còn tam đệ được chọn người đẹp nhất trong các công chúa. Của hồi môn bên nhà gái và sính lễ phụ hoàng cho tam đệ, ắt hẳn cũng bằng một nửa vương quốc à. Vậy thì còn gì cho anh em ta? Không thể như vậy. Vậy huynh muốn làm thế nào? Ta để có cách gì không? Cái gì? Sao giết nó được? Dù gì nó cũng là em ruột của mình mà. Trời ơi, huynh nói cái gì vậy? Ai nói là mình giết tam đệ? Chứ sao? Thì
thì mình cho người giả bộ truy sát, cầm chân Tam Đệ ở đâu đó vài ngày, không đến kén vợ được. Để làm gì? Trời ơi, thì việc tuyển vợ từ các công chúa xem như hỏng, các chư hầu nổi giận, phụ hoàng sẽ mất mặt vì em ấy, nó sẽ mất cơ hội để được truyền ngôi. À, ta hiểu rồi, đệ thật thông minh. Lấy từ cái này. Chú Hai, mua giùm đi. Mua giùm bánh nướng đi chú Hai. Dạ, dạ được. Cha con nhà này từ xứ nào đến đây bán dừa? Đứa con gái ngoại hình bé xíu kỳ lạ. Các ông các bà từ xa tới, coi chừng bị cha con nói lừa đấy. Dạ được. Không phải như vậy đâu. Cha con tôi là người lương thiện, vợ chồng tôi không có con, cầu khẩn lắm mới sinh được đứa con gái hiếu thảo này đó. Lương thiện, hiếu thảo? Vậy sao không thể làm người bình thường? Mấy người thôi đi, không được bắt nạt con của tôi. Vậy cha con ông có phải là người bình thường không? Đến đây có âm mưu hãm hại ai không? Tại sao ngoại hình con ông nhỏ bé kỳ dị vậy? Các người mau tránh đường. Các người mau đi khỏi đây, không được bán hàng ở đây nữa. Kẻ nào? Kẻ nào dám ném ta? Dạ, xin ngài tha cho tôi. Kẻ hạ dân hèn kém định ném hai cha con nhà kia, không ngờ lại trúng ngài. Các ngươi làm gì mà tụ tập chặn cổng thành vậy hả? Định gây rối sao? Ngươi là ai? Sao dám khua gươm ở chợ vậy hả? Người đâu? Lôi hắn về xét xử. Ta là cận vệ của công chúa Cẩm Tú từ Đại Quốc đến đây. Ta chính là công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc, theo lời mời của nhà vua đến đây cầu thân với tam hoàng tử của đất nước này. Vừa đến cổng thành thì những người này gây rối, không để chúng ta vào. Viên quan này, ngươi nói xem phải xử lý thế nào? Dạ bẩm thần hạ thần. Công chúa Đại Quốc. Công chúa đến mà hạ thần chậm trễ nghênh tiếp, xin thứ tội. Đứng lên đi, đừng dài dòng nữa, mau xử lý chuyện này cho ta còn đến hoàng cung. Dẫn hết đám gây rối này về xét xử cho ta, dẹp luôn cả xe dưa kia nữa. Út à, đừng con, đừng làm như vậy. Tí Hon, lại đây. Xin công chúa hãy tha tội cho đứa con nhỏ dại của tôi. Tôi đã già, xin hãy xử tội tôi và tha cho con bé. Tí Hon, người dũng cảm lắm. Việc tôi làm tôi chịu. Bọn họ đánh phá việc bán dưa của cha con chúng tôi, nên tôi đáp trả lại thôi. Người cứ phạt tôi mà tha cho cha già của tôi. Được, ngài hãy tha cho hai cha con nhà này, nhưng còn lại phải xử phạt thế nào để Đại Quốc ta thấy hài lòng đó. Lính đâu, gom hết bọn chúng về công đường, phạt 50 roi cho ta. Xe dưa của hai cha con này cũng xung công luôn. Dạ. Ủa, sao chị đánh của chúng tôi mà tha cho hai cha con đó vậy? Ờ, phải đó. Hai cha con này đúng là xui xẻo mà, ai dính vào cũng ăn quả. Hãy đi khỏi đi đi. Mau thu dọn hàng, mau lên. Kiểu này không phải gì nữa, mau mau. Ta lệnh cho nhà ông phải đi biệt xứ, không được đến đây nữa. Vì các ngươi mà xém chút nữa, chúng ta đắc tội với Đại Quốc. Nếu bọn họ nổi giận thì ai gánh nổi hậu quả đi hả? Các ngươi còn không đi, ta sẽ trị tội đó. Hoàng tử à, sao giờ này người còn chưa thay áo ra tiếp các đoàn sứ thần mà còn ngồi ở đây? Người bị mệt sao? Ta không muốn ra đó đâu. Phụ hoàng nói ta lấy ai á thì ta lấy người đó. Không phải bệ hạ cho hoàng tử tự chọn hả? Ở ngoài đó có rất nhiều người xinh đẹp sang trọng quý phái, như là một vườn hoa đủ màu vậy. Cuộc hôn nhân này thật sự chỉ là lấy được người có thế lực mạnh nhất thôi, đâu có phải lấy người ta thích. Cho nên
Ta đến cho có lệ, chứ đâu có quyết định được gì. Người không có nói vậy được. Là người đích thân tuyển lựa thì mọi người mới tâm phục khẩu phục. Ai? À, người đâu? Có thích khách? À, hoàng tử, khoan đã. Các người mau đuổi theo tam hoàng tử. Chết ta rồi. Mau bẩm báo bệ hạ. Bẩm công chúa, lúc nãy người thích con bé tí hon đó sao? Ai cũng bị phạt mà ta lại tha cho một đứa thì mọi người sẽ ghét đứa đó. Thần chưa hiểu. Trông cô ta tuy nhỏ bé nhưng cũng không phải xấu xí. Về nhan sắc có khi lại là đối thủ của ta đó. Tốt nhất là để cô ta đi khuất mắt ta. Dạ, công chúa thật biết nghĩ sâu xa. Người mặc áo xanh vừa làm rơi thứ gì đó, đem lại đây cho ta. Bẩm công chúa, ngọc bội này không phải tầm thường. Người đó lẽ nào là hoàng tộc? Người âm thầm bám theo, không được ra mặt. Tất cả về báo cáo cho ta. Dạ. Tiểu Luân, ngươi có sao không? Ta mau quay về thôi. Để hắn ở đây vậy sao? Không có vấn đề gì đâu, vết thương nhẹ thôi, có thể cầm chân hắn ở đây vài ngày. Được rồi Tiểu Luân, được rồi. May mà chỉ sượt qua, nhưng mà cũng cần băng bó một chút. Cái chân ta. Bây giờ làm sao về cung được đây? Phía trước có người à. Đi thôi, chúng ta qua đó coi thử. Có thể xin tá túc một đêm được không? Sao mình lại nhỏ bé thế này? Tại sao mình chỉ đem toàn rắc rối cho cha mẹ? Lẽ nào mình bị trời phạt thật sao? Ôi da! Hò điệp tiên nữ, cuối cùng em cũng tìm được chị. Mừng quá. Bạn là ai? Chị không nhớ em hả? Em là Điệp Nhi. Chị từng chăm sóc em trên thiên đình đó. Chị nhớ chưa? Phải rồi. Khi chị xuống trần thì không còn nhớ gì chuyện trên thiên đình nữa. Không sao, để em kể lại cho chị nhớ. Dạ, xin mời. Hôm nay vui quá. Điệp Nhi,
em mau quay về đi. Đây không phải tiền em có thể vào đâu. Em sẽ hóa thành vòng tay của chị, sẽ không ai biết đâu. Ôi chào, em làm khó chị quá đi. Được rồi, phải ở yên trên tay chị đó, biết chưa? Ôi, mùi rượu hoa mai thơm quá. Con bướm này ở đâu ra vậy? Bẩm Ngọc Hoàng tha tội, đây là điệp nhi trong giường của hạ thần. Hay cho hồ điệp tiên tử, quản thuộc hạ không nghiêm, làm đổ rượu xuống trần gian. Ngươi có biết tội không? Dạ, là lỗi của hạ thần, thần xin chịu mọi hình phạt. Xin Ngọc Hoàng tha tội, là lỗi của con. Ngươi có biết khi rượu thiên đình đổ xuống trần gian sẽ làm chao đảo thế sự, có thể tạo ra chiến tranh, khiến dân tình lầm than hay không? Bẩm Ngọc Hoàng, rượu đã đổ xuống đại quốc, làm đại quốc hùng mạnh lên sẽ đe dọa các nước láng giềng. Vừa hay, ở nước láng giềng có một cặp vợ chồng đang cầu xin con. Hay chúng ta cho hồ điệp tiên tử xuống trần làm con của họ, sau này sẽ giúp đỡ triều đình tránh khỏi loạn binh đao. Cũng được, nhưng ngươi phải hóa thành tí hon, bị nhiều khó khăn thử thách, giúp ổn định hòa bình thì mới được trở lại hình dáng cũ. Đội ơn Ngọc Hoàng, hạ thần sẽ dốc sức đền tội. Thưa Ngọc Hoàng, con mới là người phạm luật, xin người cho con đi cùng hồ đẹp tiên tử ạ. Đương nhiên là ngươi cũng phải chịu tội. Ngươi phải xuống trần gian đi tìm hồ điệp tiên tử và giúp nàng ấy vượt qua những thử thách. Mau đi đi. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ngươi tự bay đi tìm đi, ta sẽ không qua phép cho ngươi tới chỗ tiên nữ đầu thai đâu. Đó là hình phạt của ngươi. Thần tuân chỉ. Vậy là em theo dấu những chú bướm dưới trần gian đến đây tìm chị đó. Thật không thể tin được, nhưng chị nhỏ bé như vậy làm sao có thể giúp đất nước này tránh khỏi đao binh? Đã vậy chị còn có con nữa. Chị có con sao? Đâu em bé đâu rồi? Tội nghiệp cho cậu, chủ cậu bị thương sao? Ở đâu? Là anh chàng đó. Này, anh gì ơi, anh ta xỉu rồi. Mình làm gì đây chị? Điệp Nhi, em ở lại canh chừng, chị đi gọi cha mẹ. Bẩm công chúa. Nói đi. Dạ, công chúa đoán như thần, người mặc áo xanh đó chính là Tam hoàng tử. Có người truy sát Tam hoàng tử sao? Bọn thích khách chỉ đuổi đánh hoàng tử bị thương nhẹ rồi bỏ lại trong rừng. Nghe bọn chúng nói chuyện, hình như có người không muốn Tam hoàng tử đến buổi kén vợ ngày mai. Hay ho thật. Có kẻ muốn làm bé mặt nhà vua, gây xích mích trong các sứ thần, châm ngòi chiến tranh sao? Hay là... Chiến tranh sao thưa công chúa? Không, cũng có thể là hạ uy tín của Tam hoàng tử, gạt anh ta ra khỏi danh sách thừa kế. Vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa thưa công chúa? Nếu anh ta không thể làm vua thì chúng ta liên minh có ích gì? Với các tiểu quốc thì đúng là vậy, với chúng ta thì không cần. Chỉ cần lấy Tam hoàng tử, đất nước này sẽ sớm thuộc về đại quốc chúng ta. Thần hiểu rồi, thần sẽ đi tìm hoàng tử về đây ngay. Chưa cần đâu, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đợi mai sẽ định liệu. Sao lại khóc? Thấy người lạ cháu sợ hiền sao? Ân nhân lẽ nào không cho ta thấy mặt sao? Nàng có phải là cô bé ở Rẫy Dương một năm trước không? Đúng vậy, chính là tôi. Vì hình dạng nhỏ bé khó coi, sợ người nhìn thấy sẽ chê cười. Ta hứa sẽ không cười cợt, xúc phạm nàng.
Hãy cho ta nhìn thấy mặt một lần thôi, để nói lời cảm ơn cứu mạng. Chỉ một lần thôi nha. Tôi không phải người bình thường. Nàng thật là xinh đẹp. Tôi... người đã thấy mặt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây. Khoan đã, nàng tên là gì? Tôi tên Út. Vậy tôi gọi nàng là nàng Út có được không? Đa tạ nàng Út đã cứu ta. Ta có thể làm gì để đáp ơn cho nàng đây? Các người bảo vệ kiểu gì vậy hả? Để thích khách vào cung truy sát hoàng tử giữa ban ngày ban mặt. Lại còn biết bao nhiêu khách mời ở đây, lỡ có chuyện gì thì sao? Thần đã không bảo vệ được hoàng tử, xin bệ hạ trị tội. Phụ hoàng, con nghĩ cũng không hẳn là tội của cận vệ đâu. Có thể là trong đám sứ thần, biết đâu có thích khách trà trộn. Cũng có thể như vậy. Nhưng ngày mai ta sẽ nói với các nước chư hầu thế nào. Còn công chúa cẩm tú của đại quốc nữa. Bây giờ cha chỉ lo nhất là con trai út của cha không biết như thế nào, có an toàn hay không. Không biết nàng ấy đâu rồi. Có phải mình đã mơ không ta? Một cậu bé thật đáng yêu. Sao, con muốn ra ngoài hả? Ừ, cũng được. Cha mẹ đi chợ về sớm vậy à? Vì hôm nay ở chợ không ai buôn bán gì cả. Đúng vậy, ai cũng lo kháo nhau vì việc tam hoàng tử đã mất tích. Không phải mới mấy hôm trước nhà vua mở hội tuyển vợ cho tam hoàng tử sao? Vậy mà hôm nay tam hoàng tử biến mất, mọi người đồn đại nhiều lắm. Thì ra hoàng tử chạy trốn khỏi cung điện. Ngài hãy giải thích về chuyện này đi chứ. Ngài là tam hoàng tử sao? Nghênh đón tam hoàng tử. Xin lỗi vì chúng tôi không biết nên đã thất lễ. Đây không phải là hoàng cung, không cần đa lễ. Mọi người cứ đứng lên đi, để con được tự nhiên. Mời cha mẹ, mời hoàng tử uống nước. Như vậy là hoàng tử đã bị truy sát nên mới bị thương, chứ không phải trốn việc tuyển vợ hay sao? Thực ra trong lòng con cũng không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy. Sao lại không? Các công chúa chắc hẳn phải xinh đẹp giỏi giang lắm, chẳng lẽ họ chưa xứng với ngài sao? Ai cũng nghĩ hoàng tử lấy công chúa thì xứng đôi, nhưng mà thật ra đó cũng chỉ là cuộc trao đổi đất đai và giao ước giữa các nước với nhau. Còn tôi chỉ mơ ước có một gia đình bình thường, vợ chồng yêu thương nhau, chăm sóc con cái, có được đứa con đáng yêu như dưa hấu đây nè. Có vẻ hoàng tử đã khỏe lại rồi, thật là tốt quá. Vậy bà mau bế dưa hấu cho hoàng tử trở về cung đi. Chàng ấy đã khỏe lại rồi, không thể ở đây mãi được. Nhưng mà con... Công chúa của Liễu quốc xin bái kiến. Công chúa của Sa Thủy quốc xin bái kiến. Công chúa của Thi Pha quốc xin bái kiến. Xin bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Mời các công chúa bình thân. Thưa bệ hạ, chúng thần đại diện quốc gia đến đây, trước là để tham quan quý quốc, sau là theo lời mời của bệ hạ đến cầu thân cùng tam hoàng tử của quý quốc. Đúng vậy thưa bệ hạ, chúng thần thân gái vượt đường xa đến đây cầu thân, nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy tam hoàng tử đâu. Các công chúa hãy khoan bất bình. Tam hoàng tử, ta rất tiếc phải thông báo là tam hoàng tử đã mất tích từ hôm qua. Mất tích hay là cố ý tránh mặt chúng tôi? Vậy là các ngài kêu chúng tôi đến đây là trò đùa thôi sao? Chúng tôi tuy từ những tiểu quốc nhỏ bé,
nhưng cũng là cành vàng lá ngọc, không thể chịu mất mặt như vậy. Thưa các công chúa, chúng tôi không hề có ý xúc phạm các nàng, nhưng mà hoàng đệ của chúng tôi nhất định chúng ta sẽ tìm được đệ ấy về và cho các nàng một câu trả lời vừa ý. Quý quốc nói như vậy là bao lâu? Chẳng lẽ tam hoàng tử mất tích nửa năm, chúng tôi phải ở đây nửa năm? Tam hoàng tử mất tích vài năm, chúng tôi phải ở đây vài năm sao? Tâu bệ hạ, đây có phải là hành động gây chiến hay không? Tâu phụ hoàng, hai người ban lệnh truy bắt tam đệ về trị tội, để các công nương đây hài lòng. Đó là hoàng đệ của con mà, con nói như vậy mà nghe được sao? Với lại nó bị bắt đi, chứ có lỗi gì đâu. Bẩm phụ hoàng, bọn họ không tin chúng ta. Thôi thì ta cứ giả vờ sẽ trị tội tam đệ như vậy, để cho họ bớt giận. Khi nào tìm được đệ ấy rồi hắn tính. Tâu bệ hạ, xin quý quốc cho chúng tôi câu trả lời trong thời hạn. Đúng vậy, chúng tôi còn phải trở về phục mệnh cố hương nữa. Thần tin là tam hoàng tử đã gặp rắc rối. Công chúa Cẩm Tú là con gái út được cưng nhất của nhà vua Đại Quốc đó. Nghe nói cô ta không những tinh thông cầm kỳ thi họa mà văn võ cũng vào hàng thần đồng của Đại Quốc, có thể múa kiếm, bắn cung, cái nào cũng giỏi cả. Người như cô ta chỉ cần ngỏ lời là hoàng tử Dương Tôn xếp hàng. Sao phải tới đây vậy? Công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc xin ra mắt bệ hạ. Công chúa Cẩm Tú miễn lễ. Nàng vừa nói vậy là sao? Tâu bệ hạ, hôm qua thấy một bọn người áo đen xông ra khỏi cung. Thần đã cho người theo dõi và lượm được cái này. Đây đúng là ngọc bội của tam hoàng tử. Công chúa Đại Quốc đã nhặt được vật này, sao còn không cứu người? Đúng đó, hay cô chính là người bắt cóc? Cô đừng có nói hoàng xiên trên đại điện, không có phép tắc gì cả. Xin Cẩm Tú công chúa thứ lỗi. Ta không đôi co với kẻ nông cạn, nên nhớ, đây vẫn là một cuộc hôn nhân, và tam hoàng tử có tự do lựa chọn. Còn nếu ta có quyền điều khiển, thì ta đã không để quá nhiều cô gái đến đây rồi. Tâu bệ hạ, tha lỗi cho chúng thần. Thần tin vật này thuộc về người, có xuất thân cao quý, nhưng vì là khách của quý quốc, nên không dám tự tiện hành động. Công chúa nói phải, vậy vật này công chúa nhặt được ở đâu? Xin dẫn đường để chúng tôi tìm tam hoàng tử. Tâu bệ hạ, chúng thần xin cử người cùng đi tìm tam hoàng tử, cùng quý quốc luôn ạ. Thưa phụ hoàng, con thấy để cảm ơn các công chúa đây. Ai tìm được tam hoàng tử thì tam đệ sẽ lấy người đó. Chuyện này... thôi được, ta hứa, công chúa nào tìm được tam hoàng tử trước thì ta sẽ tác hợp cho người ấy. Tạ ơn bệ hạ. Bệnh tình của chồng tôi thế nào rồi? Thưa thầy, vì có nhiều tâm sự trong một thời gian dài và cứ đi làm xa liên tục nên thể trạng của ngài ấy đã suy kiệt, cần được chăm sóc để lấy lại sức khỏe. Chẳng phải chúng ta đã có người chăm sóc rồi đấy sao? Lan y nói cha con sẽ khỏe lại nếu có người tốt trực chăm sóc ông ấy. Thật hả dì? Vậy xin dì hãy để con được ở cạnh chăm sóc cho cha. Con thật là một cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo. Dì sẽ để chính tay con chăm sóc cho cha mà. Thế là ngày qua ngày, Lọ Lem luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cha mình. Ông nằm trên giường bệnh vẫn trong trạng thái mơ màng không tỉnh. Trong thời gian đó, dì Ghẻ và hai cô chị không hề đến thăm ông một lần. Thật không ngờ, tâm bệnh đã tiến triển khá tốt, ngày ấy đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc, uống hết đơn này, ngày ấy sẽ tỉnh lại. Cháu cảm ơn ngài rất nhiều, cháu thật sự rất vui, chị cha sắp tỉnh lại rồi. Dì và các chị cũng vui lắm phải không ạ? Đương nhiên rồi, phải vui chứ. Ta sẽ vào bếp nấu những món ngon ăn mừng đây. Lão ta sắp tỉnh rồi, không thể để cho lão biết được người chăm sóc lão chính là con nhỏ đó được. Vậy mình phải làm sao đây hả mẹ? Hay mình dắt nó đi ăn đi mẹ. Ăn thật nhiều đồ ngon
rồi nó sẽ quên mất cha nó thôi. Suốt ngày chỉ biết ăn. Mẹ đã có kế hoạch khiến cho lão ta chán ghét con gái của lão rồi. Mẹ sẽ khiến cho nó không có được một phần nào trong căn nhà này. Tất cả tài sản sẽ thuộc về mẹ con ta. Mẹ thật thông minh quá đi. Mẹ rất là mưu kế nha. Con gái ngoan, mấy ngày nay đã cực khổ nhiều rồi. Giờ cha con cũng không còn nguy hiểm nữa. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào cha tỉnh lại á, dì sẽ sai người báo cho con ngay nha. Không cần đâu ạ. Con vẫn có thể... Đã mệt đến thế này rồi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nha, con gái ngoan. Khi con đi đâu vậy? Bỏ con xuống. Ở tập trước, vì trong lòng vẫn còn thương nhớ người vợ đã mất, cùng với những chuyến đi làm ăn xa nhà, người cha ngã bệnh nằm liệt giường mê man, Lọ Lem ngày đêm chăm sóc cha. Khi ông dần hồi phục, bà dì ghẻ cùng hai con gái âm mưu bắt nhốt Lọ Lem để cướp công. Cha tỉnh rồi, cha tỉnh rồi. Chàng đã khỏe lại rồi. Để ta đi tìm Lọ Lem về. Chắc con bé lại đi chơi với bạn bè rồi đó. Nó cứ đi suốt, trong khi hai chị nó thì cực khổ bên cạnh chăm sóc chàng ngày đêm. Ta bệnh thế này mà nó chẳng màng tới sao? Nó đi được cứ để nó đi, không cần tìm về nữa. Lần bị bệnh này của chàng kỳ lạ quá, đến lang y cũng không biết nguyên nhân. Nên em đã tìm đến cho chàng một người có thể đoán được vận mệnh. Em nghĩ người này có thể giúp được gia đình mình. Người ấy đang ở đâu? Xin chào ngài. Tôi rất vinh hạnh được diện kiến ngài đây. Chào ông. Không biết... Ngài còn một người con gái nữa có đúng không? Hả? Có lẽ người con gái này chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh tình của ngài. Ý ông là sao? Cô gái này có mệnh số đen đuổi khắc cả mẹ lẫn cha. Những người thân cận bên cạnh nàng ta sẽ vì những nguyên nhân không rõ ràng, sức khỏe dần suy giảm rồi chết đi. Người thân cận là cha mẹ ruột à? Thật là khổ sở. Hẹn chi chị ấy mất sớm đến như vậy. Có phải là do Lọ Lem? Vậy có cách nào hóa giải số mệnh của con bé không thưa ông? Chỉ có một cách, là ngài phải cách xa người con gái đó, không được can thiệp vào bất cứ việc gì của nàng ta hết. Rồi từ từ số mệnh đen đuổi của nàng sẽ thôi không đeo bám ngài nữa. Nhưng con bé là con gái của ta mà. Xin chàng hãy quý trọng sức khỏe của mình. Nhà chúng ta còn có một nông trại cách đây không xa. Chàng có thể đến đó tịnh dưỡng ít hôm, đợi sức khỏe hoàn toàn bình phục rồi hãy quay về. Em nghĩ Lọ Lem sẽ hiểu cho nỗi khổ của chàng mà thôi. Dì ơi! Các chị ơi! Cha ơi! Ai đó cứu con với! Ở đây lạnh lắm! Từ nay ở đây,
sẽ được thay thế bằng loài hoa hồng mà ta yêu thích. Hai đứa vào mang hết quần áo của mẹ con lọ lem ra đây, còn trang sức á thì chuyển vào phòng của mẹ nghe. Thay đồ nhanh lên rồi ra làm việc. Nhà này không chứa kẻ lười biếng đâu. Có nghe mẹ ta nói gì không hả? Nhìn mà thấy ghét. Khóc khóc khóc. Có ba bộ quần áo mà như báo vật không bằng. Mày mà làm việc không xong thì tối nay tao kêu mẹ cho mày nhịn đói. Mẹ, có phải mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, bảo vệ cho con phải không mẹ? Lỡ lên, mày làm cái gì ngoài đó mà còn chưa chịu vào để làm việc hả? Nè, đây sẽ là nơi ở mới của mày. Không có lệnh tao á thì cấm mày không được lên nhà trên, có biết không? Con đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? Còn cha của con nữa, cha đã tỉnh chưa ạ? Con muốn đi gặp cha. Mẹ đã nói rồi, mày không nghe hả? Cha không thèm quan tâm đến mày nữa đâu. Từ nay chủ nhân trong căn nhà này chỉ có ba mẹ con tao mà thôi. Kể từ đó, bà dì ghẻ cho gia nhân trong nhà nghỉ hết. Lọ Lem phải làm hết mọi việc từ sáng cho đến tối mịt. Lọ Lem, vào mặc quần áo, bới tóc cho bọn tao, nhanh lên. Dạ, em lên liền, hai chị chờ em một chút. Mày có biết bọn tao chờ mày bao lâu rồi không hả? Không cho mày một bài học thì mày không có xem bọn tao ra cái gì đâu. Không có xem ra gì đâu. Đụng đến nó mất công dơ tay mình. Cha gửi nhiều trang sức và quần áo đẹp cho bọn tao, đâu có như mày phải mặc những bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới. Mày mặc đồ cho tao nhanh lên. Trong thư cha nói là sắp về nhà, bọn tao phải chọn được quần áo đẹp nhất để đón cha về. Nhanh lên. Cháu Hoàng, ngoài trời nắng quá, bà đi đến đây thì đã uống hết nước rồi. Cháu có thể cho bà xin một ít nước có được không? À, sao mày dám để bà già bẩn thỉu đó đứng trước cửa nhà tao? À, tao vừa mất vài món trang sức, mày đã trộm rồi đưa cho bụ ta mang đi, có phải không? Không có, con không quan trọng trang sức của gì mà. Vậy thì cứ ở trong đó mà chết đối với lũ chuột vui hám đi. Không biết cha đã về tới nhà chưa? Liệu cha có biết mình bị gì nhốt ở đây không? Nếu cha không tìm thấy mình thì mình phải làm sao chứ? Có chút mệt, nhưng khi gặp được hai cô con gái đáng yêu của cha thì đã hết mệt từ lâu rồi. Nếu bây giờ mình xuất hiện thì chị sẽ biết mình trốn đi. Không được, mình phải trở về nhà kho trước khi chị phát hiện ra. Mày sướng quá ha, suốt ngày chỉ nằm thôi sao? Mau ra đây làm việc cho tao. À, mày định đi đâu? Ừ, con định mang bánh lên cho cha. Không ai cần mày đem đi đâu. Ở dưới bếp mà hầu con mèo của tao đây nè. Mày không ngạc nhiên khi cha thấy vắng mày quá lâu mà vẫn không hỏi gì về mày hả? Mày cho con chó con mèo uống sữa chưa?
còn có ngựa nữa. Cho nó ăn lúa mạch đi. Xong á thì lấy bắp và ngũ cốc cho những con gà, con vịt, con ngỗng ăn. Đồ lười biếng. Trông nó thật là bẩn thỉu. Nó đâu có biết cha ghét nó như thế nào. Ta đã làm gì nên tội mà cha lại ghét ta chứ? Mang áo váy của ta đi ủi và đem về đây nổi trong một giờ cho tao. Đừng có quên không cái váy của tao. Làm không xong thì đừng có mạng. Tao cho nhịn đói đó. Nè, đem đồ bẩn đi giặt ngay. Sau đó thì làm sạch tấm thảm đỏ lớn ở phòng khách. Chùi rửa các cửa sổ cho bóng loáng và cả những tấm thảm lớn nhỏ khác nữa. Cũng ở xứ sở của Lọ Lem, tại hoàng cung, hoàng hậu của Dương quốc đang lâm bệnh nặng. Thưa hoàng hậu, hôm nay con cắm hoa này có được không ạ? Người định nói gì? Cung nữ vừa báo cho ta biết nàng có hành động lạ. Nàng bị sao vậy? Lính đâu? Mau tìm ngự y về cho ta. Nè, khi cha trở về, các con muốn cha mua quà gì nào? Cha mua cho con những món ăn ngon nhất và quần áo đẹp. Con chỉ cần trang sức đẹp nhất, đắt nhất. Được rồi, cha sẽ mua quà theo ý các con. Xin chào bà bá tước. Tôi đã nhận đủ số vàng bà đưa. Y theo lời bà căn dặn, tôi sẽ mai phục sẵn bên đường, chờ người đàn ông có mũ đỏ đi tới và hạ sát ông ta. Chúng ta cần phải hành động ngay thôi. Nếu để nó gặp mặt trực tiếp cha của nó thì mọi việc sẽ bại lộ. Để ông sống lâu như vậy là quá đủ rồi. Con cũng ghét việc phải đóng kịch hiền ngoan trước mặt ông ấy rồi. Gia tài này sẽ thuộc về ba mẹ con ta. Giải quyết ông ấy xong, mẹ cũng nên giải quyết con Lọ Lem luôn cho rồi. Mày ngu. Để nó hầu hạ chúng ta khỏi tốn tiền thuê gia nhân. Mẹ ơi, cha sắp gặp nguy hiểm rồi. Mẹ hãy đưa con đến gặp cha thật nhanh nha. Thế rồi Lọ Lem cố gắng chạy, nàng vấp ngã rồi đứng lên chạy tiếp. Chạy hết cánh rừng là ra đến đường lộ. Tiếng lóc cóc gió ngựa từ đâu đó nghe rõ dần. Sườn đồi như thế này ta không thể chạy được. Hay là nè, dừng lại một chút. Cô gái này có bệnh số đen đuổi khắc cả mẹ lẫn cha. Con đứng lại đi, đừng bước tới nữa, tránh xa cha ra. Có chuyện gì? Con suốt ngày cứ lông bông bên ngoài, lại chạy đến cả đây, không sống đàng hoàng được như hai chị của con sao? Quần áo thì lúc nào cũng dơ bẩn. Nào, muốn gì thì nói đi, tại sao lại không nói? Nhưng con đừng nghĩ đến mua quần áo đẹp. Con không cần quà gì cả, chỉ mong cha mạnh khỏe thôi. Xin cha đừng đội mũ đỏ. Khi cha về, hễ cành cây nào cha thấy trước mắt thì đem về cho con. Chạy đến đây chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi à? Thôi được rồi, ta sẽ đem một cành cây về cho con. Mẹ ơi!
hãy cứu giúp cha thoát được tai nạn này. Cứ an tâm, tôi sẽ giúp bất kể chuyện gì cô muốn. Nào, hãy ngồi xuống đây, kể cho người bạn này nghe được không? Phụ Dương, hãy đợi thêm. Các người y nói bệnh của mẹ cần thêm thời gian. Không, ta phải đi tìm thầy thuốc giỏi trong dân gian. May ra có phương cách. Các người y đã bó tay rồi, ta không thể chờ đợi cầu mai được. Nếu vậy, Phụ Dương hãy cho con theo, cùng đưa mẫu hậu đi chữa bệnh có được không? Con phải ở lại, có trách nhiệm thay ta chăm lo Dương Quốc. Thật không ngờ ba mẹ con họ lại ác độc tới vậy. Thôi được rồi, cô hãy tin người bạn này sẽ giúp được cha của cô. Bây giờ cô về nhà và đừng tỏ ra biết được âm mưu của họ nha. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Này Sa Phu, dừng lại đi. Sao phải dừng? Chúng ta cần phải về cho kịp trước khi trời tối. Mỗi khi vợ ta đến đây, nàng ấy thường dừng lại uống nước suối. Ta vẫn nghĩ bóng dáng nàng ấy như còn quanh đây. Cao quá, không lấy được đâu. Thôi bỏ đi. Cũng tại cái cành cây này, con bé Lộ Lem có xin ta một cành cây làm quà cho nó. Để xem cây này là cây gì đây. À, cây dẻ. Quái lạ, mấy cỗ xe đi qua mà không có người đội mũ đỏ. Vậy là sao? Trời sắp tối rồi. Hay ta cố đợi thêm một lát nữa xem sao. Nào, ta đã mua quần áo đẹp và trang sức quý giá cho ba mẹ con đây. Nè phu nhân, bà không nghe ta nói sao? Hãy chia quà cho các con đi. Còn Lọ Lem đâu? Sao ta không thấy nó? Hãy gọi nó đến đây. Các con gọi em nó về đi, nói rằng cha đã về rồi. Con muốn quà là cành cây thì cha cho con đây. Con nhận được cành cây này từ tay cha, con vui lắm. Con cảm ơn cha. Con sẽ trồng nó trên mộ của mẹ. Mẹ ơi, cha thoát nạn rồi. Có phải mẹ đang nghe con nói đúng không? Tôi chỉ giúp được cô một phần thôi, còn con chim kia cũng góp phần giúp cô đấy. Cảm ơn bạn cáo, cảm ơn bạn chim đã giúp đỡ cho cha của ta thoát được nạn này. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ, nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Thật vậy sao? Cô hãy dùng nó mà giúp người nhé. Có cha nó ở nhà, không thể để cho cha con nó gặp mặt nhau được. Ta phải kêu nó đi xa. Nè, Lọ Lem, ta thấy con bò gầy lắm rồi. Mày đưa con bò đi ăn cỏ ở cánh đồng xa, khi nó căng bụng thì mới đem về nghe không? Dạ, thưa dì. Em ở đây ăn cỏ cho no nha. Chị lên mộ thăm mẹ đây, chiều chị dắt em về. Các em có nghe tiếng của ai khóc không? Đúng rồi, có tiếng khóc. Tiếng đó phát ra từ hướng này nè. Bà bị ngã hả? Bà từ đâu tới đây vậy? Bà yên tâm nha,
Cha cũng không cần phải nói đâu, con sẽ băng bó vết thương cho bà. Đôi mắt của cô đã cảm động cây dẻ, nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Em đến mộ mẹ của chị hái mấy lá cây dẻ giúp chị nha. Thuốc của cháu hay quá. Nó hết bị câm rồi. Nó hết bị câm rồi. Cảm ơn con thật nhiều. Ta cảm ơn con thật nhiều. Đã chữa được bệnh của ta mà nhiều lương y không chữa được. Ta cảm ơn con. Không có gì đâu bà, giúp được ai cần á thì con phải giúp thôi. Con là một đứa trẻ ngoan, thích giúp đỡ người khác và rất tốt bụng. Bà từ đâu đến? Vì sao bà lại bị tai nạn như vậy? Ta đến từ kinh thành. Chồng ta đưa ta đi trị bệnh, nhưng không có nơi nào trị khỏi. Trên đường về, không may trượt chân té lăn xuống sườn đồi này. Vậy bây giờ ngài ấy đâu rồi? Ngài ấy có biết bà bị tai nạn không? Ta không biết ngài ấy đang ở đâu, nhưng ta tin chắc rằng ngài ấy cũng đang tìm tới đây. Thôi được rồi, con sẽ đưa bà đi tìm ngài ấy. Đi như thế này sẽ rất chậm, trời sẽ tối mất thôi. Bà lại lên lưng con, để con cõng bà đi cho nhanh. Cô bé này rất ngoan hiền. Con trai ta mà cưới được cô gái này thì tốt lắm, ta cũng mãn nguyện. Nhà con ở đâu? Cha mẹ con làm việc gì? Nhà con ở trong làng đằng kia kìa. Mẹ con mất rồi, cha con là bá. Chắc là xe ngựa của chồng bà phải không? Nếu không phải thì chúng ta cũng xin đi nhờ họ một đoạn đường nhé bà. Dạ, con chào ngài. Ngài có thể cho con đi nhờ xe một đoạn đường được không? Nàng, khi còn sống cha cũng yêu thương mẹ như vậy. Đây là chồng của ta. Nàng, nàng nói được rồi ư? Tạ ơn thượng đế. Dạ, thiếp hấp bệnh là nhờ cô bé này. Đã vậy cô ấy còn cõng thiếp đi suốt đoạn đường tìm chàng. Thật không ngờ một cô bé còn ít tuổi mà có tấm lòng tốt đến như vậy. Xin bà đừng nói như vậy nữa ạ. Con cảm thấy rất là ngại ngùng ạ. Thưa ngài, con ngựa nó bị sao vậy? Hình như nó đang đau thì phải. À, nó đang đau đó, vì bị đạp gai, nên từ lúc đó đến bây giờ nó không thể chạy được nữa. Chắc cũng vì đau nên hí vang không ngừng. Chính vì vậy ta không thể đi tìm nàng được. Đừng, con không nên đến gần, nó sẽ gây nguy hiểm cho con. Các em bay về hái vài lá cây dẻ giúp chị nha. Thiếp té ngã từ sườn đồi xuống, thân thể bị trầy xước hết. Chính nhờ những lá dẻ của cô bé này mà thiếp đã bình phục hết các vết thương, đồng thời thiếp đã nói được luôn. Nàng nói sao? Nàng bị ngã ư? Ôi nhờ ơn thượng đế. Con tên gì? Nhà con ở đâu? Chị chỉ muốn lấy gai và chăm sóc vết thương cho em thôi. Em đứng yên nha. Phải rồi. Em đứng yên như vậy nha. Để chị xem gai ở đâu. Chân này không có. Để chị xem chân kia nha. Tội nghiệp cho em quá. Cái gai đâm sâu như vậy chắc chắn là em đau lắm. Thôi ngoan nè, đứng yên để chị rút gai ra rồi đắp thuốc vào chân cho em nha. Bà giữ lại mấy chiếc lá này, có thể sẽ sử dụng nó sau này đó. Cảm ơn con. Đây là thuốc quý
ta phải gìn giữ cẩn thận. Trời sắp về chiều rồi, ta phải đưa con bò trở về, nếu không sẽ không yên với gì. Con cần phải về nhà ngay, hai người về cẩn thận nha. Kìa, ta chưa biết con tên gì mà. Đã đến lúc hoàng tử của chúng ta phải kết hôn và có mái ấm gia đình cho riêng mình. Con nghĩ sao? Phụ vương và mẫu hậu dạy thì con xin tuân theo. Vâng, thưa quốc vương, thiếp đồng ý. Nhưng trước tiên, hoàng tử phải gặp được cô gái. Cô bé đó rất tốt, chúng ta phải mang ơn, nhưng không thể ép buộc con theo ý của chúng ta được. Cô gái đó là ai? Tại sao chúng ta phải mang ơn, thưa cha? Cô gái đó đẹp người, đẹp nết. Cô ta đã cứu và chữa bệnh cho mẫu hậu. Còn cõng ta đi cả một đoạn đường dài tìm kiếm phù dương của con đó. Ồ, vậy thì tốt quá. Con rất muốn biết nàng và muốn đền ơn. Cha mẹ cũng không biết rõ về cô ấy. Có điều, nhìn y phục cô ấy mặc thì có vẻ là gia đình nghèo khó, không tương xứng với chúng ta. Ta nói vậy không phải là khinh thường cô ấy nghèo, mà quên đi cái ơn cô ấy cứu giúp nàng và con ngựa. Mang ơn thì phải đền ơn, không thể quên được. Nhưng chuyện kết hôn của hoàng tử thì không thể. Chắc nàng cũng biết là theo thông lệ, hoàng tử kén vợ thì phải mời công chúa các nước láng giềng và tiểu thư các gia đình quý tộc. Liệu cô ấy sẽ như thế nào trước họ? Hãy để hoàng tử tự lựa chọn. Hoàng hậu hiểu ý của ta không? Thiếp hiểu, nhưng thiếp vẫn muốn hoàng tử của chúng ta cưới cô bé đó. Thiếp cảm mến cô ấy rất nhiều. Cô ấy sẽ là hoàng hậu có đức hạnh trong tương lai. Chúng ta sẽ không còn lo lắng gì nữa. Hay là như vậy, phụ vương và mẫu hậu cho con biết tên cô ấy và nơi cô ấy ở, để con tìm đến xem mặt cô ấy trước. Không biết. Các con có quyền chọn mà đánh nhau. Lợi Lam, mày lên đây ủi quần áo cho tao. Mày lên đây chải tóc cho tao. Mày đánh giày cho tao. Mày lau rửa ngọc trai cho tao. Thưa dì, con cũng có thể được đi phải không dì? Theo lời của hoàng gia, mọi thiếu nữ đều được mời. Mời là mời tụi tao. Mày đi vũ hội mang theo cái chổi phải không? Và mang theo cái tập về nữa chứ. Mày vẫn có thể đi nếu làm xong hết mọi việc mà ta giao. Mà mày làm gì có quần áo đẹp, trang sức đẹp để đi chứ? Đến đó làm trò cười cho người ta hả? Dạ, con có quần áo đẹp thưa dì. Quần áo nào đối với mày là đẹp? Mà mày nên nhớ rằng hoàng tử chọn vợ chứ không phải chọn người hầu. Nghe rõ không? Xuống nhà lo làm việc đi. Cũng đẹp đấy chứ. Nhưng mày đi như vậy nào được nếu bộ đồ này không có. Chị trả lại cho em. Để xem mày đi bằng cách nào. Mày không có quyền tranh giành hoàng tử với chị em tao đâu. Chị ác quá. Chị ơi cứu em. Ủa, mày không biết bơi thật hả? Vậy thì tự cố gắng lo thân đi. Ta về chuẩn bị đi kêu chịu với hoàng tử. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Cảm ơn bạn Cao. Cảm ơn gì chứ, bạn bè là phải giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Ta thật không ngờ cô gái đó thật là ác độc mà. Mẹ ta dạy, khi ai giúp mình thì phải cảm ơn mà. Thì cảm ơn. Di vật cuối cùng của mẹ cũng mất rồi. Ta không còn quần áo nào mới.
để đi dự già vũ nữa. Hai, ta không biết phải làm cách nào để giúp cô được. Mẹ, thấy con mặc váy đỏ có đẹp không? Mẹ nhìn xem chiếc váy màu vàng này giống của công chúa không? Cái nào cũng được hết á. Các con của mẹ mặc gì cũng đẹp. Lọ lem lên đây bới tóc cho tao. Con hổ vô chết hai người làng chúng ta rồi. Bên này chúng ta khổ rồi. Con hổ to lớn lắm. Hai mắt nó to đỏ rực như máu. Bọn chúng hổ phải bốc lao. Bắt tay liên tục nó mới bỏ chạy đó. Mẹ ơi, làng ta có thêm hai người bị hổ vồ rồi. Cha con cũng là người thợ săn tài giỏi. Ông cũng đã từng chiến đấu với hổ dữ. Sau này con cũng sẽ giống như cha. Hansen à, cha con vì cứu một tiều phu đốn củi trên rừng, ông chiến đấu với hổ đó, bị thương rồi mất. Cha của con thật là dũng cảm. Đã 12 năm rồi, bây giờ hổ lại xuất hiện. Dân làng ta sẽ làm cách nào đây? Mẹ, con sẽ thay cha bảo vệ mẹ. Nhưng con không biết phải làm sao đây. Con muốn giúp đỡ và bảo vệ dân làng. Nếu vậy thì con phải rèn luyện bản thân thật khỏe mạnh, phải tài giỏi mới có thể đối đầu với thú dữ. Con sẽ cố gắng hết sức mình. Các chú bác cứ vào trong nhà, chúng ta cùng nhau bàn tính kế diệt trừ thú dữ. Đúng rồi, chúng ta hãy tìm cách diệt trừ nó để bảo vệ sự yên bình cho ngôi làng. Nó to lắm, tôi e rằng chúng ta không diệt được nó, mà chỉ tìm cách cho nó đừng xuống làng thôi. Ông nói đúng. Tại sao ta bắn không trúng mũi tên nào vậy? Chắc mình phải cố gắng hơn nữa. Hansen, con phải kiên nhẫn luyện tập, đừng nản lòng. Có chí, ắt làm nên con à. Con cũng cố gắng lắm, nhưng từ chiều đến giờ chẳng trúng mũi tên nào. Có ai không học mà nên khôn đâu. Con hãy cố gắng kiên trì luyện tập, rồi cũng sẽ thành công thôi. Bà con mau đến đây, đến đây. Con hổ rất lớn, chúng ta không giết được. Cần phải đề phòng nó xuống đây. Ban đêm đốt lửa trước cổng làng, hổ thấy lửa sẽ sợ. Làm sao chúng ta lên rừng lấy củi đây? Chúng ta phải đi đông người, đi thành từng đoàn để còn ứng biến giúp đỡ lẫn nhau. Ban đêm bà con khóa cửa, che chắn cẩn thận. Khi có động thì gõ nồi, gõ thùng thật lớn. Nhà khác nghe thấy tiếng gõ thì phải gõ theo, cho hổ kinh sợ mà bỏ chạy. Bà con nhớ rõ không? Bác trưởng làng ơi, nhà tôi có nuôi gia súc, vậy phải làm thế nào để bảo vệ gia súc đây? Chúng ta phải đóng chuồng nhốt chúng vào, chung quanh đào hố đặt bẫy. Hay là các mũi tên này bị cùn, ta phải chuốt lại cho thật sắc. Thôi, chúng ta mau về nhà. Bà con hãy cẩn thận cửa nẻo, chuồng trại nha. Hôm nay con luyện cung cũng có chút tiến bộ đó. Mẹ nghĩ con phải có sức lực mạnh mẽ hơn thì mũi tên mới cắm sâu vào bia được. Dạ, nhưng thôi, mẹ nên vào nhà ngủ đi, con luyện thêm một chút nữa. Tao luyện cung có sai chỗ nào không? Ngươi cười cái gì? Bắn tên quá dở. Dở thì ta cố luyện tập thêm. Nhưng nhà ngươi là ai?
Yên ngựa. Yên gì thì yên, hãy để ta yên. Ta đã nói cậu bắn quá dở mà. Kệ ta. Trả lại cho ta. Tay của ta. Ngươi đi chỗ khác chơi, để cho ta tập luyện. Nếu không ta bắn thật đó. Xin tha mạng cho tôi. Tôi chỉ đùa giỡn chút thôi mà. Ngươi ở đâu thì về đó đi, đừng có phá ta nữa mà. Ta cần phải tập luyện trừ thú dữ để giúp đỡ dân làng của ta. Nhưng ngài bắn cung dở quá. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu người trên lưng ngựa, ai cũng tài giỏi, bách phát bách trúng hết á. Sao ngươi biết? Thì tôi là cái y ngựa mà, và tôi đã từng có rất nhiều chủ nhân, họ rất tài giỏi. Ê, cho tôi theo hầu ngài đi, tôi sẽ dạy ngài bắn cung. Ngươi có hình thù như vậy, mẹ ta mà nhìn thấy chắc chết ngất luôn á. Ngài đừng có lo, tôi có thể biến thành cái y ngựa hoặc là hình thù khác, mẹ ngài sẽ không sợ đâu. Lo, nghe đây, nhà vua viết cáo thị, hãy ai trừ hại cho dân một con thú dữ nào thì được trọng thưởng. Lo. Con bắn được không mẹ? Con trai mẹ giỏi lắm. Nhưng con hãy nhớ câu này: thắng không kêu, bại không nản nha. Dạ, con xin nghe lời mẹ dạy. Con hãy dùng tài bắn cung của mình để bảo vệ kẻ yếu, tiêu diệt thú dữ. Và nhớ là đừng bắn những loài thú nhỏ, tội nghiệp lắm. Dạ mẹ, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Cảm ơn ngươi đã luyện tập cho ta. À, mà ta muốn hỏi, vì sao ngươi lại muốn giúp ta vậy? Mấy chục năm qua, tôi cô độc một thân một mình, không có người bạn nào để vui đùa nói chuyện hết. Bản thân của tôi là phải nằm trên lưng ngựa. Không được như vậy nên tôi cảm thấy mình vô dụng quá. Được rồi, hễ có dịp thì ta sẽ giúp ngươi mà. Hôm nay ta vào rừng để tập luyện thêm. Ngươi ở nhà nha. Chủ nhân, ngài đi mau về mau. Mẹ ơi, con đi nha. Hãy để ý và bảo vệ mẹ của ta. Ngài yên tâm, thưa chủ nhân. Tiếng gầm này là tiếng của hổ. Nghe gần quá. Chắc nó đang ngồi cùng heo của nhà nào. Nhưng mà nó đâu rồi? Cụ ơi, cụ ngồi yên trong đó, đừng chạy ra nha. Con không giúp được đâu. Nó xuống làng, cụ lùa heo vào chuồng mà không kịp, nên nó lôi đi hai con to nhất. Cụ bị ngã nên trật chân rồi. Người dám xuống đây giết hại dân làng sao? Người thật đáng tội mà. Con hổ bị bắn hai mũi tên rồi. Bảo vệ nó đi mà con ơi. Dân làng ơi, mau đi giúp đỡ một tay đi. Alex, con chạy theo thật nhanh ngăn mẹ của Hansen lại, kéo bà ấy gặp nguy hiểm. Bắt chân
Trưởng làng nói thím đừng chạy vào rừng, kẻo gặp nguy hiểm. Nhưng anh sai nếp vào rừng chỉ có một mình thôi. Cháu biết, nhưng thím hãy chờ bác trưởng làng tới rồi hãy tính. Cháu xin vào đó phụ giúp với Hansen diệt hổ mà. Không ngờ Hansen lại bắn cung giỏi như vậy. Hansen vào rừng chỉ có một mình ư? Sao cậu ấy can đảm vậy? Trời ơi, thật kinh khủng, không nên đâu. Trưởng làng, chúng ta cùng kéo vào rừng để hỗ trợ Hansen chứ. Chỉ để thanh niên trai tráng cùng với tôi vào đó thôi. Bà con còn lại toàn là phụ nữ, không thể vào đó được. Ông không vào đó được đâu, trưởng làng à. Ông phải ở vòng ngoài để còn chỉ đạo người vào tiếp ứng chứ. Dạ, chuyện này hãy để thanh niên trai tráng như con vào hỗ trợ với em Hansen thôi. Thưa trưởng làng, để con, anh Alex và Anton đi vào rừng thôi. Các bác các chú hãy chờ tin chúng con. Vậy thì ba cháu vào ngay đi. Chúng ta cần phải đến sát bìa rừng để chờ đợi và có thể giúp họ khi cần thiết. Đúng vậy, chúng ta phải đi theo hỗ trợ con cháu chúng ta. Hansen! Hay là Hansen bị sao rồi phải không? Nãy giờ đâu có nghe tiếng hổ gầm, chứng tỏ là nó đang bị thương nên không xuất hiện đó. Hay là chúng ta vào sâu trong rừng rồi gọi cô ấy. Hansen ơi! Em ở đâu? Hansen! Em ở đây. Em đi theo vết máu của con hổ tới đây. Có ba anh đi cùng hỗ trợ cũng tốt, nhưng ta không thể để các anh gặp nguy hiểm được. Ba anh leo lên cây núp sẵn, để một mình em đánh động nó. Không thể được, bọn anh vào đây hỗ trợ cùng em mà. Để em một mình chiến đấu với hổ thì không được đâu. Em hiểu, nhưng em nghĩ một mình em dễ xoay sở hơn. Nếu lúc đó không xuể thì nhờ các anh giúp sức thêm cũng được mà, có phải không? Đúng vậy. Mau ra đây, có ta chờ đợi ngươi nè. Nếu thấy nguy hiểm thì gọi lớn, bọn anh sẽ xuống ngay. Cẩn thận, hổ xuất hiện rồi. Hổ xuất hiện rồi. Hansen à, em thiệt là giỏi. Vậy mà trước giờ dân làng không ai biết em tài giỏi tới vậy đó. Đúng vậy, bọn anh thường xuyên đi săn mà cũng không bắn cung tài thịt với em đâu. Mọi người tránh ra. Nó quấn cả hai tay chúng ta rồi. Các anh có sao không? Tụi anh thì ổn rồi, nhưng không biết là anh Alex có sao không nữa. Hay là anh khiêng anh ấy ra ngoài cho dân làng cứu, được không? Không kịp đâu. Hai anh khiêng anh Alex nấp vào hốc đá nào đó đi. Nhanh lên. Nè, ta tha cho người đó. Hãy đi đi. Hansen bị đau quấn rồi. Hansen, em cố gắng rút được hai tay ra thì mới thoát được. Sao trong đó yên lặng quá vậy? Bọn trẻ có chuyện gì không? Lúc nãy thì ầm ầm như trời nghiêng đất lở, bây giờ thì yên lặng. Tôi cũng không thể hiểu nổi. Bây giờ phải làm sao đây? Với tài bắn cung của Hansen, tôi tin cháu nó chắc sẽ diệt được hổ rồi. Diệt được rồi sao vẫn chưa ra? Hay là bà cháu kia có bị gì chăng? Mau thả ra cung tên kia. Các anh bắn tên nó có hiệu quả đó. Em rút ra được một tay rồi.
Mày thả ta ra không? Không thả thì đừng trách ta. Em có sao không? Em vào hốc đái làm nghỉ một chút đi. Nó bị thương nặng rồi. Sao em biết mà bắn vào cổ họng nó vậy? Em không sao rồi. Do té hơi đau thôi. Em thấy da nó dày quá nên nghĩ phải bắn vào miệng thôi. Tại sao ngươi không ở yên ở trong rừng sâu mà lại ra đây hại người làm chi? Lại đến nỗi phải bị như vậy chứ? Loài người chúng ta đâu có hại gì lũ các ngươi. Sao phải gây nguy hại cho chúng ta chứ? Thôi, chúng ta mau quay về. Kể từ bây giờ, làng chúng ta thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ừ, chắc dân làng đang đợi đó. Chúng ta mau quay về thôi. Hai người tránh ra. Trời ơi, em có đủ sức hạ nó không? Được lắm, cứ lại đi. Đừng ăn hiếp loài người chúng ta nha. Đây là tiếng gầm của con báo. Không lẽ các cháu đừng nổ một lúc cả hai con mảnh thú sao? Thôi nguy rồi, trưởng làng ơi. Con này là em tiêu diệt đó hả? Chứ còn ai nữa? Một mình em ấy chiến đấu. À không, cũng nhờ các anh. Giờ chúng ta đi về. Nhờ dân làng vào đây lôi xác mãnh thú, dâng cho vua lãnh thưởng. Không chờ được nữa, chúng ta đem giáo mắt cung tên theo, mạnh dạn vào rừng cứu bọn trẻ. Phải vào thôi, chúng ta cũng tiến vào. Đi thôi. Ta hứa bắt một con ngựa cho cái yên, nhưng ta biết tìm con ngựa ở đâu bây giờ? Rừng này không biết có con ngựa nào không đây. Sao hôm nay khu rừng yên tĩnh lạ thường vậy? Chim nhỏ bé kia không? Ta cho người biết tay. Người cứ đậu trên vai của ta, xem chim ưng làm gì được nào. Ân nhân, xin dừng lại. Cô là ai? Tôi là tiên nữ, là chim hồng tước. Cô là tiên thật sao? Tôi chính là tiên nữ, là đệ tử của Thiên Nga Trắng Nữ Dương. Ân nhân cần gì, tôi sẽ đền đáp ơn cứu mạng này. Mình không cần tiền tài gì cả, mà cũng chẳng có ai ước sống mãi không chết. Cảm ơn tiên nữ, tôi không cần gì cả, chỉ mong muốn sống vui vẻ, bình an với mẹ già thôi. Tôi mang ơn thì phải trả, xin chàng đừng để tôi phải áy náy. Nào, chàng hãy nói đi. Hãy nói là mình cần thứ gì đó. Thật ra tôi vào đây chỉ cốt tìm một con ngựa. Vì tôi đã có cái yên rồi nên không mong muốn gì khác hết. Tôi sẽ tự đi tìm con ngựa. Tôi không cần cô trả ơn gì đâu. Tôi biết có một con ngựa tốt nhất trên đời. Đó là con thần mã, chạy nhanh hơn gió. Ai có được nó thì người đó sẽ có thể đi đến muôn nơi. Con thần mã sao? Chạy nhanh hơn gió à? Từ đây đi thẳng về hướng bắc, chàng sẽ tới một cái hồ. Mỗi ngày khi mặt trời mọc, thần mã sẽ chạy tới bên hồ uống nước. Khi đó chàng sẽ bắt giữ lấy thần mã. Nhưng chàng nhớ kỹ, thần mã muốn vùng vẫy thế nào chàng cũng không được thả nó.
nó không chịu cho tôi bắt, nên dùng dãy để thoát. Tôi làm sao để ép nó theo mình? Chàng nhất định không thả nó ra thì chàng sẽ thuần phục được nó thôi. Hãy nhớ lấy lời ta căn dặn nhé. Nó có vùng vẫy cỡ nào, chàng cũng không được buông tay. Ta sẽ có một con thần mã để cậu có thể ngồi trên lưng nó. Mà mẹ của ta đâu rồi? Mẹ của chủ nhân đang bắt cá ngoài ao sau nhà. Ngài yên tâm đi, có tôi ở đây, bà sẽ không sao đâu. Còn chuyện thần mã là sao? Làm sao để có được thần mã? Hãy kể cho tôi nghe với chủ nhân. Ta sẽ đi tìm thần mã. Thích quá, không ngờ tôi sắp được làm bạn với thần mã. Cả ba chúng ta là bạn với nhau. Ôi không, ngài là chủ nhân của hai chúng tôi. Con ơi, có việc gì vui, con hãy nói cho mẹ biết đi. Con cứu được chim hồng tước khỏi chim ưng. Không ngờ chim hồng tước là tiên nữ. Cô ấy chỉ cách cho con thu phục thần mã đó mẹ. Thần mã à? Vậy thì tốt quá. Con đang lo buồn chuyện gì? Hãy nói rõ cho mẹ nghe đi nào. Nhưng ở nhà chỉ có một mình mẹ, con thật sự là không có an tâm. Mẹ không sao đâu, mẹ biết lo cho bản thân mình mà. Con đừng lo cho mẹ, hãy mạnh mẽ lên. Nhưng con đi thì phải hết sức cẩn thận nha. Mẹ cứ yên lòng, con nhất định sẽ cẩn thận. Tôi cũng nhờ ông bạn dạy bắn cung nên mới có thể trừ hại cho dân. Tôi cảm ơn ông bạn thật nhiều. Ôi không đâu chủ nhân, ngài thành công là do năng lực của ngài đó chứ. Tôi thật sự nể ngài mà. Ngày mai chúng ta đi thu phục thần mã, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho mẹ già. Chủ nhân đừng có lo, khi ngài đi vắng á, tôi thấy có vài người phụ nữ qua giúp đỡ mẹ của ngài đó. Được, vậy ta yên tâm phần nào. Ta muốn ngủ một chút cho lại sức, ngày mai lên đường. Ông bạn có ăn không? Thưa chủ nhân, tôi không cần phải ăn bất cứ thứ nào hết. Mà ngài đi bộ như vậy thì lâu lắm. Chứ ta biết đi bằng gì? Ông bạn không ăn thì có uống nước không? Không ăn, không uống thì người nhẹ tên. Đặt lên lưng con thần mã khi nó phi nhanh thì ông bạn bay mất tiêu luôn đó nha. Thôi đúng rồi, ngài nói tôi mới nhớ. Tôi chỉ biết phép thuật là đưa bất cứ thứ gì lên cao hay xuống thấp thôi. Thì liên quan gì chứ? Sao mà không liên quan? Tôi có thể đưa ngài lên cao hay hạ ngài xuống thấp để có thể đến chỗ thần mã nhanh hơn. Cảm ơn ông bạn đã giúp ta đi được tới đây. Cảm ơn cái gì? Bổn phận của tôi là phải tuân phục ngài mà. Ai giúp đỡ mình thì phải cảm ơn. Mẹ của ta đã dạy như vậy. Mà ông bạn nghĩ như thế nào về ta? Chủ nhân là một người dũng cảm, dám nghĩ dám làm, hiền lành trung thực nữa. Ồ, ta ghê gớm tới vậy sao? Không đâu, ta cũng sợ lắm á. Chủ nhân thấy tôi hình thù như vậy á mà còn không sợ thì còn sợ cái gì được. Khi ta nhìn thấy mấy con mãnh thú thì ta cũng sợ lắm. Nhưng lúc đó suy nghĩ cần phải trừ hại cho dân lành, cho mẹ ta được sống bình an thì ta hết sợ nữa. Chủ nhân hiếu thảo và rất can đảm, tôi xin theo hầu chủ nhân thật không sai. Ông theo ta mà ta không giúp được ông cái gì, ta ái nái lắm. Tôi theo hầu một người nhân hậu trung thực là vinh hạnh cho tôi lắm rồi. Thôi ngài ngủ một chút đi, sáng mai tôi sẽ gọi ngài dậy.
Nè chủ nhân, chủ nhân, thức dậy và chuẩn bị đi. Chim tiên dạy ta không được buông nó ra. Nào, để xem ngươi thua hay ta thua nhé. Ông thần mã này, làm thêm mấy lần như vậy nữa thì ta không chống cự nổi. Phải làm sao đây? Này ông bạn, ngoan đi. Ông theo ta để giúp đời, trừ hại cho dân, chứ không phải ta là người xấu đâu. Ngươi đã giúp được đời cái gì rồi? Ta đã diệt hổ, trăng và báo để trừ hại cho dân làng của ta. Chỉ dựa vào mỗi mình ngươi thôi hả? Ta làm chứng đó, chủ nhân của ta đã tiêu diệt ba con mãnh thú đó. Ai nói đó? Ta chính là Yên Ngựa, vì nể trọng chủ nhân nên mới đi theo hầu ngài ấy. Thưa chủ nhân dũng cảm, tôi cũng xin thần phục ngài. Bây giờ ngài muốn đi đâu? Ta muốn được xem mọi người trên đất nước Bảo Bình này sinh sống ra sao. Thần mã, hãy đến kinh thành. Thưa chủ nhân, ngài hãy đi xem đi. Khi nào cần, ngài chỉ gọi một tiếng, tôi sẽ đến ngay. Nơi này rất gần kinh thành, sao lại hoang tàn, sơ sát như thế này? Tại sao đang cầu nguyện mà cụ ấy lại khóc? Có quẩn khúc gì đây chăng? Thưa chủ nhân, tôi nghĩ là họ đang gặp chuyện gì đó. Ngài hỏi thử xem sao. Cụ ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Hỏi người khách lạ, người không biết rằng ở đây chúng tôi sắp chết khát rồi sao? Xin cụ hãy nói rõ cho con biết, xem con có giúp được gì không? Tại sao lại chết khát? Không lẽ cả một đất nước mà không có nước uống hay sao? Không giúp được đâu. Người nhìn xem, ở dưới chân núi phía tây kia có dòng suối, bên cạnh còn có một cái hồ, nước trong vắt, sạch sẽ. Hồ nước đó chính là nguồn sống của chúng tôi. Ai ngờ đâu, có một con mãng xà ở đâu tới, đến hôm nay nó ăn thịt mấy chục người rồi, không ai dám đến lấy nước nữa, đành phải chịu khát thôi. Hai đứa cháu của tôi, tụi nó thường ra hồ chơi, bị con mãng xà đó nuốt vào bụng rồi. Ôi, hai người con của tôi, con ơi là con. Con mãng xà này dám hiếp đáp dân lành như thế sao? Để con đi lấy nước cho, xem nó làm được gì. Sao chủ nhân không gọi thần mã để đi cho nhanh? Chuyện này nhỏ quá, không cần phải gọi thần mã đâu. Tôi thật sự nể phục ngài đó, vì người dân mà chuyện nguy hiểm gì cũng dám làm. Không lẽ ông thấy ta gặp nguy hiểm mà bỏ hả? Tôi không đủ sức hạ được con mãng xà đâu chủ nhân à. Con mãng xà lớn quá. Tôi thấy đồ chủ nhân, hèn chi người dân rất sợ hãi. Nhìn nó mà nhớ tới con trăng quấn ta lúc trước, khủng khiếp thiệt. Chủ nhân cứ tự nhiên múc nước đi, đừng có tỏ vẻ sợ hãi nó. Nước, nước đã có rồi sao? Thiệt là bất ngờ à. Có nước rồi bà con ơi. Bà con đến đây uống nước đi. Có nước rồi. Bà con uống từ từ, đừng uống nhanh quá sẽ bị sặc nha. Sao trời lại tạo ra chiếc con mãng xà này cho chúng tôi phải khổ như vậy chứ? Chắc chúng
ta không làm việc thiện, nên ông trời cho chúng ta một bài học mà. Con khát quá, cho con uống nước, cho con uống nước. Tôi e là lần này nó sẽ tấn công chủ nhân đó. Hãy cẩn thận nha. Kệ, ta không suy nghĩ gì nữa. Cứu người là trên hết. Ta không chọc ngươi thì ngươi đừng chọc ta đó. Khôn hồn thì rời khỏi đây, để con người sinh sống. Nè, ngươi không được lại gần ta đó. Chủ nhân cứ thoải mái múc nước, đừng tỏ vẻ sợ nó. Để tôi canh nó cho. Cảm ơn ngươi. Tôi nghĩ rằng thùng nước này nên chia cho người già, phụ nữ và trẻ em uống trước. Mọi người nghĩ sao? Thưa quốc vương, có một chàng thanh niên trẻ tuổi đã dám đến hồ nước múc nước đem về cho dân uống mà không bị sao cả. Làng kia có dũng sĩ giết một lúc 3 con mãnh thú. Ở đây có một người dám đến trước mãng xà xách nước. Vậy là có người tài giúp ta cứu dân rồi. Hãy đưa ta đến đó. Để bà con được yên ổn sinh sống, tôi xin đi tiêu diệt con mãng xà hại người này. Thiệt hả? Đúng rồi đó. Quốc vương cũng có đem một đội lính tiêu diệt nó, nhưng nó quật ngã tan tác lính trang, còn nuốt 4 người một lúc vô bụng đó cháu à. Chắc có lẽ là nó no bụng rồi nên không muốn nuốt thêm ai nữa. Cậu bé này lấy được nước chính là nhờ vậy. Hay là chúng ta cùng kéo tới, mỗi người một thùng nước rồi chạy về. Hãy cho ta biết dũng sĩ nào dám lại hồ lấy nước vậy. Muôn tâu quốc vương, thần tên là Hansen. Hansen, có phải người vừa mới giết một lúc hổ, trăng và báo đó không? Tâu dân, chính là thần, thưa quốc vương. Người làng của ngươi đã được nhận thưởng rồi, vì sao hôm nay ngươi lại lên kinh thành? Hãy đứng lên nói ta nghe. Thưa quốc vương, thần chỉ muốn đi khắp nơi để xem cuộc sống của người dân như thế nào. Nếu họ có gặp nguy hiểm hay cần gì thì thần sẽ giúp đỡ họ. Khá khen cho nhà ngươi tuổi trẻ tài cao mà lại có lòng trung thành với nước, biết yêu thương, giúp đỡ người. Nếu trừ được mãng xà, ta sẽ trọng thưởng. Ngươi có muốn làm quan không? Đúng rồi, hãy làm quan đó. Đúng rồi đó. Cảm ơn quốc vương đã quan tâm, nhưng thần không muốn bị ràng buộc nơi quan trường, chỉ muốn ngao du thiên hạ thôi. Trời cũng đã về chiều rồi, xin cho thần được đi sớm để đánh đuổi mãng xà, trừ hại cho dân. Hansen, nhà ngươi cần bao nhiêu quân lính? Thần không cần quân lính nào cả, chỉ một mình thần thôi, thưa quốc vương. Chủ nhân, ngài lo lắng điều gì mà thở dài vậy? Mãng xà có chất độc. Buổi tối mắt nó lại sáng hơn con người nữa đó. Ngài đã từng bị trăng quấn nên ám ảnh bởi con vật này thì không có gì lạ. Chủ nhân, sao lâu quá ngài không gọi tôi? Được, ông ấy là yên ngựa đó. Chủ nhân, chúng ta đang lo lắng về trận chiến sắp tới với con mãng xà. Bây giờ ngài không giúp chủ nhân á thì còn đợi lúc nào nữa? Chiến đấu với mãng xà hả? Tôi sẵn sàng giúp chủ nhân mà. Vấn đề là chủ nhân đang e sợ sự nguy hiểm vì nó có độc, chưa tìm được cách để chế ngự nó đây. Ngài phải tự tin lên. Nếu chủ nhân mà chiến thắng con mãng xà thì sau này ngài sẽ không sợ bất cứ mãnh thú nào nữa. Ngay cả tôi tài giỏi như vậy mà ngài còn không sợ thì không cần phải sợ con nào hết. Ngài tài giỏi quá ha. Tôi cũng tài giỏi vậy. Không tin hỏi chủ nhân đi. Chính tôi đưa chủ nhân đi thật nhanh đến đây gặp ngài đó. Ta không biết ngươi tài giỏi ra sao. Ủa, thì ra nhà ngươi gián tiếp làm cho ta mất tự do đó hả? Vậy thì ngươi biết tay ta. Chủ nhân ơi, cứu tôi. Cái hậu chủ nhân giúp đời, giúp người mà ngài nói là mất tự do hả?
Chủ nhân, con ngải nói vậy có đúng không chứ? Không sao, thần mã đang đùa ngươi thôi. Chủ nhân, ngài hãy tự tin lên, chúng tôi sẽ giúp ngài diệt trừ con mãng xà đó. Được rồi, cả hai yên tâm. Hai lần trước ta đã làm ngơ cho nhà ngươi, giờ lại tới đây làm gì nữa? Được lắm, lần này ta sẽ nuốt sống ngươi. Khá khen cho ngươi dám tới đây quấy nhiễu dân lành. Ngươi ở đâu thì về nơi đó, ta sẽ tha cho ngươi mà không tính toán. Chỉ dựa vào một mình ngươi sao? Chủ dân ta nhân hậu, muốn tha chết cho mi, vậy mà mi còn không biết hay sao? Để ta xem chủ tớ nhà ngươi làm gì được ta. Con mãng xà phun khói độc khiến ta không nhìn thấy được gì. Thần mã, ngài xuống thấp một chút đi, để tôi còn nhìn thấy con mãng xà đang nằm ở đâu mà làm đôi mắt cho chủ nhân chứ. Nó ở bên trái kìa, đang ngóc đầu lên. Bắn đi. Ngài bắn chặt hai mũi rồi, còn một mũi thì có trúng vào mình nó kìa. Tôi không quen ngồi trên lưng ngựa bắn tên. Thì bây giờ con nói làm bi mà tập đi. Thần mã làm chân, tôi làm mắt cho ngài. Nếu không tiêu diệt được nó thì cả ba chúng ta khó có thể trở về được. Ta nằm yên và chờ đợi chúng bay xuống thấp hơn. Nó sẽ dịch sang chỗ khác, cuộn tròn rồi nằm yên. Chắc nó nằm nghỉ mệt. Thừa cơ hội này chúng ta tấn công đi. Cứ chờ xem, con này khốn thật, nó nhả khói để chúng ta không thấy nó mà xuống gần hơn đó. Chỉ còn ba mũi tên này, bắn không trúng nữa thì không còn cách nào khác. Cứ tự tin lên chủ nhân à. Lúc này chính là lúc việc đó được rồi đó chủ nhân. Hãy coi mũi tên của ta. Ta hứa sẽ cung cấp cho ngươi nhiều bò, ngựa và phong ngươi làm tể tướng. Quốc vương nói đúng, người dân chúng tôi coi ngài như vị thần, xin ngài nhận chức quan để bảo vệ người dân chúng tôi. Xin hãy ở lại với chúng tôi. Xin cảm ơn quốc vương đã chiếu cố đến thần. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Nhưng tôi chỉ muốn đi khắp nơi để giúp đỡ người đang gặp khó khăn thôi. Nhưng đây là nơi ngài cần phải đến. Nơi này là nơi nào? Sao ngươi biết nơi đây mà đưa ta đến? Ôi thôi đi ông thần, tôi nhức đầu quá à. Ông nói chứ đừng có nhảy nữa. Ta đang mừng vì đến nơi đây chúng ta sẽ có thêm một chủ nhân nữa. Thêm một chủ nhân nữa là làm sao? Ngươi nói vậy là sao? Thì ngài cứ đi vào kinh thành rồi sẽ rõ thôi. Tránh đường, tránh đường, tránh đường, tránh đường, tránh đường, tránh đường. Quốc vương, quốc vương vạn tuế, vương quốc hạnh phúc vạn tuế. Chào thần dân của vương quốc ta. Chào quốc vương hạnh phúc. Chào quốc vương hạnh phúc. Chào quốc vương hạnh phúc. Đây là ngày gì mà quốc vương và các công chúa ngồi kiệu diễu hành như vậy, thưa ông? Chàng trai trẻ chắc là người từ xa tới đây nên không biết. Hôm nay là ngày dành cho các chàng trai thi cưỡi ngựa bắn cung đó. À, chỉ có vậy thôi. Nhưng sao các cô công chúa lại diễu hành trên đường phố vậy? Ô, chàng trai trẻ không biết rồi. Thì các chàng trai tài giỏi sẽ được các cô công chúa chọn mà ném thú cầu.
Người đó sẽ là phò mã của vương quốc này. Ai cũng có thể thi, kể cả người ở những nơi khác đến. Cuộc thi thứ nhất, thi cưỡi ngựa. Chủ nhân, ngài mau nhảy lên, tôi sẽ cho ngài thắng trận đầu tiên. Ta không có ý muốn thi mà. Không được, bắt buộc ngài phải thi. Chủ nhân đã không muốn thi, vì sao ngài vẫn muốn ép chủ nhân thi chứ? Người biết gì mà nói. Nào chủ nhân, mau lên ngựa thôi. Không biết thì phải nói cho người ta biết chứ, làm gì xấu tính dữ vậy. Thôi được rồi, ta đồng ý thi. Hai người đừng có cãi nhau nữa. Chưa. Bắt đầu cuộc thi thứ hai, thi bắn cung. Ngồi trên lưng ngựa bắn cung không phải là chuyện dễ. Lúc chiến đấu với mãng xà, người đứng yên nên ta mới bắn trúng nó chứ. Chủ nhân hãy nghĩ là mình đang ngồi trên ghế và tự tin lên. Tôi sẽ đứng yên cho chủ nhân bắn cung. Cuộc thi này ngài cũng phải thắng thì mới đến cuộc thi gieo tú cầu chọn phò mã. À, giờ tôi mới nghĩ ra, có thêm chủ nhân chính là đây nè. Được rồi, lúc đó tôi sẽ đứng yên, không nhúc nhích gì cả, chủ nhân yên tâm. Thần tinh Hansen là thợ săn nghèo ở vùng quê tại Vương quốc Bảo Bình. Ngươi cưỡi ngựa giỏi, bắn cung tốt, nhưng ta không thể nào gả công chúa cho ngươi được. Hãy nhận vàng và rời đi đi. Thần chu du khắp nơi cũng chẳng cần vàng bạc đem theo làm gì. Xin quốc vương hãy tặng thưởng cho người khác. Chàng ấy không coi trọng tiền tài, danh vọng. Ta rất cảm ơn. Đi thật hả chủ nhân? Đi như vậy thì làm sao có thêm chủ nhân được nữa. Quốc vương nước này chỉ biết trọng người giàu mà không quan tâm tới người tài. Đúng là xấu hổ mà. Chứ không lẽ hai người muốn ta tìm mọi cách để ở lại. Thôi, chúng ta tiếp tục tới nơi khác, xem người dân sống như thế nào. Thì đôi khi cũng phải hạ mình để có được hạnh phúc với chủ nhân. Theo như tôi hiểu về tướng mệnh của chủ nhân, thì nơi này chính là cơ duyên của ngài. Vậy thì thần mã, ngài quay lại đi. Chúng ta nên rời khỏi đây. Tôi thấy công chúa Ách Ni nhìn chủ nhân đó. Tại sao con không ném tú cầu? Con không chọn được ai từ các chàng trai này sao? Con chọn chàng ấy. Con chọn ai nào? Thì ra con chọn chàng trai nghèo nàn đó sao? Nè, ông làm gì vậy thần mã? Nhìn lên thần mã ơi. Phụ vương, sao cha lại làm như vậy? Không lẽ trời lại sắp đặt như vậy sao? Ngươi nhận quả cầu của công chúa Annette, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Tâu quốc vương, cha thần là quan tể tướng, sự giàu có của cha sẽ mang lại cho công chúa sung sướng và hạnh phúc. Công chúa Annette, con nghĩ sao? Con có đồng ý chọn chàng trai này làm phò mã không? Phò mã là con quan tể tướng thì rất giàu có. Con đồng ý, thưa phụ vương.
Mặc dù ta chưa có công danh sự nghiệp gì cả, nhưng vàng bạc của cha ta thì có thể cho công chúa suốt đời sống trong sự giàu sang. Phụ vương phải ban cho phò mã một chức vị thì mới xứng với con. Ngươi nhận quả cầu của công chúa Karina, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Cha thần là thương gia buôn bán dược liệu quý, thần sẽ nghe hết những lời công chúa dạy. Công chúa Karina, con nghĩ sao? Con có đồng ý chọn chàng trai này làm phò mã không? Chị Annette có chồng là con quan đại thần, còn mình thì... Thôi kệ, chọn anh chàng nhút nhát này, có khi mình nắm quyền anh ta cũng được đó. Chàng làm gì để cho ta hạnh phúc, sống cuộc đời giàu có đây? Cha của ta kinh doanh dược liệu quý hiếm, không phải ở đâu cũng có. Nàng sẽ suốt đời không sợ đau yếu bệnh tật gì cả. Con chịu phò mã này, nhưng cha phải cho chồng con một chức vụ cao đó nha. Con nghĩ sao? Có hợp ý con không? Bây giờ thay đổi cũng không muộn đâu. Con thích dáng vẻ hiên ngang anh dũng, sự trung thực của chàng ấy. Cho dù cuộc sống có nghèo khó, con cũng chịu được, thưa cha. Ngươi nhận quả cầu của công chúa Adni, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Nhà thần nghèo lắm, chỉ nuôi dê lấy sữa uống, không cần vàng bạc châu báu hay chức tước chi cả. Chỉ dâng công chúa tấm lòng trung thực này thôi, Tô Quốc Dương. Chỉ có kẻ không bình thường mới không cần vàng bạc châu báu. Chỉ có tấm lòng trung thành thì con ta có được hạnh phúc không? Đất nước này mang tên hạnh phúc, thì thần tin rằng ai sống trong vương quốc này, dù nghèo cũng sẽ được hạnh phúc. Thưa phụ vương, con tin rằng với tấm lòng trung thành của chàng, cho dù chúng con có nghèo khổ, cũng vẫn sẽ có hạnh phúc. Chúng nó còn trẻ, không biết sự nghèo đói là như thế nào. Ta sẽ cho chúng nó nếm trải, nhưng không để cho con cái ta phải rời xa khỏi vương quốc này. Nó sống khổ mà ta cũng không biết. Đấy là lời của hai người nói, không cần vàng bạc gì địa vị. Ta sẽ cho hai người thấy sự nghèo nàn có làm cho các ngươi hạnh phúc hay không. Toàn dân sẽ tổ chức lễ cưới linh đình cho công chúa Annette và Karina vào ngày trăng tròn sắp tới. Ta cho vợ chồng ngươi 10 con dê. Ngay lập tức hai người phải rời khỏi cung điện, sống cuộc đời khó khăn túng thiếu trong vương quốc này, không được rời khỏi đất nước khi không có sự cho phép của ta. Ủa, mày làm gì mà đứng không yên vậy? Làm tôi choáng hết cả đầu luôn. Ta dẫn quốc vương nước này không cần người tài giỏi, chỉ cần người nịnh hót thôi. Ngài nói vậy là sao? Có thể nói rõ ra cho tôi hiểu được không? Thì quốc vương cũng cho chủ nhân chúng ta sống với công chúa, nhưng chỉ cho một đàn dê, sống trong sự nghèo nàn mà cũng không cho rời khỏi vương quốc. Sao lại vậy được? Chủ nhân là người nhân hậu và tài giỏi mà. Ngươi không tin thì hãy chờ đi. Đó, ngươi xem, ta nói đúng chưa? Thần mã ơi, ngài đừng nhìn họ hoài như vậy. Công chúa không chịu ngồi trên ngựa mà muốn đi bộ cùng với chủ nhân. Coi ra chủ nhân chúng ta đã có vợ hiền rồi. Chủ nhân của ta chứ chủ nhân gì của ngươi? Ta theo chủ nhân trước. Nếu không có ta thì ngài làm gì tìm đến ông? Ta đang bực tức và rất khó chịu, coi chừng ta hất ngươi xuống đất đó. Hai vị làm ơn đừng lên tiếng chứ, kẻo nàng ấy sợ hãi rồi chết khiếp bây giờ. Chuyện của hai người á, ta sẽ nói thật cho nàng ấy biết sao. Ta đi săn bắn, nàng ở nhà cẩn thận. Khi trời sụp tối ta sẽ quay về. Hai vị hãy giúp đỡ chàng nhé. Chủ nhân an tâm. Adni chăm chỉ làm việc,
nàng dạy người nghèo may giá theo thùa rồi đem ra chợ bán. Còn Hansen thì ngày ngày vào rừng săn bắn. Suối ở đây trong vắt, người ở đây uống nước, ta và yên ngựa vào rừng. Khi nào ta gọi thì nhớ vào đón nha. Chủ nhân cẩn thận. Không có một con thú nào. Không lẽ ta lại về không sao? Chủ nhân, hay là chúng ta vào sâu thêm một chút nữa? Ừ. Tôi nghe âm thanh phát ra từ hướng này nè. Hình như có con vật nào đó bị thương. Khỉ ơi, ta tưởng sẽ cứu được ngươi, không ngờ ngươi lại bị chết như thế này. Tôi chưa chết, tôi bám được cành cây, nhưng tôi mệt quá. Yên ngựa, ngươi có cách nào cứu được khỉ không? Không xong rồi, nó còn bám chặt vào cành cây, tôi không có làm phép được. Thân mã, mau đến đây. Thần mã xin tuân lệnh chủ nhân. Ngươi bay xuống đưa con khỉ lên đây. Thần mã xin tuân lệnh chủ nhân. Ôi đau, ta đau quá, đau quá. Chủ nhân, ngài thiên vị thần mã quá à, săn sóc làm đẹp cho ngài ấy, còn tôi thì ngài lãng quên luôn. Ngươi đừng có ganh tị, bởi vì ngươi xấu hay đẹp thì cũng cưỡi trên lưng của thần mã mà. Ôi không thể được, không thể được. Tôi xin chủ nhân hãy trau chuốt chăm sóc cho cái yên thật đẹp thì mới xứng tầm với tôi. Phụ dương của thiếp chắc không qua khỏi rồi chàng ơi. Tại sao vậy? Phụ dương bệnh gì? Trên người của ngài đầy những mụn nhọt lở loét. Nàng đừng quá lo lắng, để ta nghĩ cách coi sao. Hiện giờ quốc vương bệnh tình nguy kịch, cả hai biết ở đâu có thuốc gì chữa khỏi không? Ta tin là hai người biết, có phải không? Tôi không biết. Thần mã, ngài biết thì giúp chủ nhân đi. Thưa chủ nhân, tôi biết. Ở đây đi thẳng về hướng đông, trên đỉnh một ngọn núi cao có một loại cỏ linh chi trị được bách bệnh. Vậy chúng ta đi mau đi. Nhưng muốn lấy được, chủ nhân phải diệt được con sư tử chín đầu, rồi sau đó mới lấy được cỏ tiên. Cứ đi thử xem sao, biết đâu ta lại lấy được. Bây giờ chúng ta phải đi ngay. Nàng yên tâm, ta nhất định lấy bằng được cỏ tiên đem về cứu phụ dương. Thưa chủ nhân, đã tới rồi. Xin ngài hãy lên trên đó một mình. Ngươi không đưa ta lên được nữa à? Thưa chủ nhân, không được. Bởi vì muốn lấy được cỏ tiên thì không được dùng đến phép thuật. Tôi e rằng... Ngài e ngại điều gì? Sao không nói thẳng luôn đi mà cứ ngập ngừng như vậy? Ngươi e ngại việc chi? Vách núi thẳng đứng thế kia, con người như chủ nhân thì làm sao lên nổi. E rằng rớt xuống thì tan xương nát thịt đó. Quả đúng là như vậy. Thần mã, ngài không có cách nào giúp được chủ nhân hay sao? Ta không có cách nào cả, chỉ mong chờ vào phúc đức của chủ nhân thôi. Ông có thể cho ta sợi dây thừng dài được không? Chủ nhân định làm gì? Rất tiếc tôi không thể giúp được gì cho chủ nhân. Ngài hãy cẩn thận. Chủ nhân thật là thông minh. Ta đã sớm biết chủ nhân rất thông minh rồi.
tôi theo hầu nể quả là rất xứng đáng. Nè ông thần mã, hãy dõi theo chủ nhân để còn có thể giúp đỡ ngài nữa chứ. Ta đã nói là không thể giúp được gì rồi mà. Gì? Hay quá vậy, lấy hết không chừa cho em gái đi sao chị? Rõ ràng là tham lam quá mà. Sao không ào vô lấy đồ mà còn đứng đó? Về cung rồi, sao không đến thăm phụ vương mà ào vô lấy đồ? Nghe quần thần nói, phụ vương bệnh nặng lắm rồi, có nói được đâu, còn thăm chi nữa? Đã không nói được mà phụ vương còn hôi tâm. Nếu vợ chồng công chúa Karina mà chịu được thì vô thăm đi, ta đây không cản. Đúng rồi, nghe nói người của phụ vương lỡ loét, quần thần không ai dám lại gần. Mình vào, lỡ bị lây bệnh thì sao? Tại sao nàng lại nói như vậy? Cha mẹ lâm bệnh thì nhờ con cái thuốc than đỡ đần, lúc này không lo thì còn chờ lúc nào nữa? Chàng đứng lại, đứng lại đó, có nghe không? Công chúa hãy sắc dược liệu này cho phụ vương uống, có thể sẽ giảm bớt một chút bệnh tình chăng? Ta đã nói là ta không giúp được, sao mà ngươi cứ lải nhải bên tai ta hoài vậy? Ta lớn tuổi hơn ngài, đi theo nhiều đời chủ nhân trên chiến trường, ta có kinh nghiệm nhiều hơn ngài. Chỉ là sao? Ngài là thần, còn ta là yêu tinh. Thôi được rồi, ta thua ngươi rồi. Đừng nói gì đến thần hay yêu tinh nữa, chúng ta cùng theo một chủ nhân thì bây giờ chúng ta cùng dõi mắt theo ngài ấy. Vĩnh biệt mọi người. Ôi chủ nhân, mau cứu chủ nhân. Đến phòng của mẫu hậu. Phải rồi, trong đó của cải rất nhiều. Mau, chúng ta chạy đến phòng của mẫu hậu trước nó đi. Chàng làm gì mà chậm chạp quá vậy chứ? Hai công chúa chị con đã về với cha chưa? Chắc cha không sống được nữa. Phụ vương, đừng nói như vậy. Con có giận cha không? Ôi, xin cha đừng nói như vậy. Con nào dám giận cha chứ? Chồng con đâu rồi? Chàng ấy vừa nghe tin phụ vương lâm bệnh, liền đi kiếm Thỏ Tiên về cứu cha. Bẩm công chúa, hai công chúa lấy những vật báo của các phòng xong thì bỏ đi rồi. Không sao đâu, cứ để cho hai chị ấy muốn lấy gì thì lấy. Chàng ơi, cố gắng mang Cỏ Tiên về cứu cha. Cảm ơn thần mã, ta tưởng là sẽ không gặp được mọi người nữa. Ta nghĩ chủ nhân phải cẩn thận hơn. Còn ta thì nghĩ chủ nhân nên dừng lại, vì trời đã về chiều rồi. Quốc vương không thể nào chờ đợi được đâu. Nguy tên rơi mất hết rồi, phải trở xuống thôi. Tên rơi mất hết, làm sao diệt được con sư tử chín đầu? Làm sao chuốt lại tên kịp đây? Muốn làm tên thì phải chặt cây, dao phải sắc thì mới chuốt tên được. Chào ân nhân, ngài khỏe chứ? Là ông đó sao? Sao hôm nay ông tới đây? Có chuyện gì không? Tôi đến để
nãy xem có giúp được gì cho ân nhân không. Phải vậy chứ, chủ nhân ta đang cần những con tên sắc bén, anh bạn có thể giúp ta được không? Muốn chuốt tên á phải dùng gỗ bồng hoặc là gỗ thông bá hương thì mới được. À, hiểu rồi, đợi tôi một chút. Sao nó không nói gì cả vậy? Chủ nhân yên tâm, chắc chắn nó sẽ quay lại mà. Tôi gọi đại của tôi đến để kiếm hai loại gỗ đó. Ân nhân, hãy đợi chúng tôi đem gỗ về. Chuyện này, tôi cần đến hai người giúp sức đây. Chúng ta phải làm thật nhanh, vì trời sắp tối rồi. Theo tôi nghĩ, ngày mai chủ nhân đừng có bắn tên vào cành cây nữa, nguy hiểm lắm. Bắn tên á thì cành cây sẽ tét rồi gãy như lúc sáng vậy đó. Đúng là nguy hiểm thiệt. Không làm vậy thì không có cách nào leo lên tới đỉnh núi được. Vì sao mà nguy hiểm? Sáng nay tét cành gãy cây, chủ nhân rơi xuống chút thì tan xương rồi. Ngày mai ân nhân không cần bắn tên để leo, tôi ngậm dây rồi leo lên đó, cột vào thân cây, như thế sẽ chắc chắn hơn. Ngài nghĩ thế nào? Ồ, vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngươi thật nhiều. Ngươi nghĩ ra cách đó hay quá vậy. Tất cả đều dùng sức lực chứ không phải dùng phép thuật để lên núi. Thật tuyệt vời đó ông bạn khỉ à. Tôi nghĩ như thế này, tôi lên đó cột dây vào, nhưng tôi sẽ kéo ân nhân lên. Chứ ngài leo như thế này thì còn sức đâu mà chống chọi với con sư tử chín đầu trên đó, có phải không? Ừ, ông nói đúng đó. Ta rất biết ơn ông vì đã giúp ta. Ngài đừng nói như vậy, nếu không có ngài thì tôi đã chết rồi. Tôi đưa ân nhân lên đến đây thôi, tiếc rằng tôi không thể giúp thêm được gì cho ngài nữa. Sức của tôi không chống nổi với con thú trên đó. Ai, đừng nói vậy. Ông giúp được ta như vậy là quá đủ rồi. Ta không muốn những người bạn thân thiết của ta gặp nguy hiểm gì hết. Chỉ mình ta là đủ rồi. Ân nhân, hãy cẩn thận. Chắc đó là cỏ tiên. Ta mau mau hái rồi đi xuống đây, kẻo gặp con sư tử đó. Con sư tử đang ở đâu? Sao ta không thấy nó? Phải thật cẩn thận mới được. Ta không muốn hại con thú nào. Nếu ông sư tử vui lòng cho ta cây cỏ tiên thì ta sẽ xuống núi ngay mà không làm gì ông cả. Ta tha cho ngươi, miễn là ngươi đừng thức dậy. Ta chỉ cần hái cỏ tiên để cứu mạng người thôi. Hãy ngủ cho ngon nha. Thôi xong rồi. Ngươi lại sao dám phá giấc ngủ của ta? Tôi nào dám phá giấc ngủ của ngài, chỉ vì vô tình rớt hòn đá trúng ngài thôi. Từ bao lâu nay ngươi và thú không đụng chạm đến nhau, vậy ngươi đến đây để làm gì? Tôi chỉ muốn ngài lấy lòng nhân từ mà giúp cho con người chúng tôi một vị thuốc để chữa bệnh cho cha. Nó muốn hái cỏ tiên đó. Không thể cho. Đuổi nó đi. Dám lên đây. Cả trăm năm nay ngủ hoài, ta rất ngơ ngây.
ta rất bực bội vì nó làm ta thức giấc đó. Sự tội nó đi. Đã lâu ta chưa chiến đấu với ai, bây giờ đừng bỏ qua. Không, tôi không muốn chiến đấu gì cả. Tôi chỉ xin các ngài một nhánh cỏ tiên thôi. Mong các ngài làm ơn giúp tôi có được không? Ngươi có biết là ta đang canh giữ cỏ tiên hay không? Chỉ mà còn dám xin. Đau quá. Con sư tử cười như vậy thì chắc là chủ nhân bị cái gì rồi đó, cho nên nó mới cười như vậy có đúng không? Vậy sao ngài không bay lên giúp chủ nhân đi? Ngài phép thuật nhiều hơn ta mà. Không phải là ta không muốn giúp, ta còn lo lắng hơn ngươi nữa. Chỉ là nếu dùng phép thuật để đoạt cỏ tiên thì nó không linh nghiệm để chữa bệnh nữa, đem về cũng vô dụng thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà ta lo lắng quá. Sao núi rung chuyển dữ vậy? Chủ nhân chúng ta có sao không? Tiếng gầm này là chắc chắn của con sư tử rồi. Như vậy là chủ nhân chưa tiêu diệt được nó. Như vậy là nguy rồi. Ông mau mau cùng tôi lên đó đi. Ta vẫn còn sống sao? Trước khi ngất đi, ta thấy con sư tử nhảy chồm đến ta, rất hung hãn mà. Chính nhờ chủ nhân nằm sát mép núi, nó phóng đến ngài thì rơi luôn xuống vực rồi. Trời tối rồi, thần mã, ông đưa ta tới cung điện thật nhanh đi. Cho ngài ăn cỏ tiên, nhanh lên. Tại sao phò mã bị thương tích như vậy? Chồng con lên đỉnh núi hái cỏ tiên trị bệnh cho cha. Phò mã Hansen, ta sẽ truyền ngôi cho con. Phụ vương sao vậy? Người vẫn chưa khỏe sao? Chàng ơi, tại sao phụ vương lại như thế này? Ngài vẫn còn thấy mệt sao? Hay là cỏ tiên không hiệu nghiệm? Ta khỏe mà. Sau khi ăn cỏ tiên con đem về, ta cảm thấy còn khỏe mạnh hơn trước nữa. Sao hai con lại lo lắng như vậy chứ? Dạ, tại vì không ai khỏe mạnh mà. Vợ chồng con tưởng là cha không khỏe nên mới truyền ngôi. Ta ân hận vì đã khinh thường phò mã, trung thực hiếu thảo, lại coi trọng hai chị em của con mà chẳng quan tâm đến con. Thật ra chỉ vì tính cố chấp của cha đã để cho hai con phải sống cực khổ. Dạ không thưa cha, dù chúng con sống khốn khó nhưng chúng con hiểu nhau và sống rất hạnh phúc. Con đừng ngắt lời cha. Trên giường bệnh, cha muốn nói nhưng không thể nói được. Bây giờ hãy để cha nói. Cha muốn truyền ngôi cho phò mã Hansen. Ngài khỏe mạnh hơn trước thì không vì lý do gì mà truyền ngôi. Vả lại, con cũng đã quen sống đạm bạc, không quan vị, cũng chẳng cần vàng bạc. Thì ngôi vị quốc vương con càng không nghĩ tới. Đã lâu rồi, con không gặp được mẹ của con. Bây giờ con chỉ muốn ngài cho phép con được về quê hương, sống với mẹ già là con hạnh phúc lắm rồi. Con đúng là người con hiếu thảo. Phò mã có tài lẫn có đức. Ta thực sự hối hận.
ngôi vị này không truyền cho người xứng đáng là con, thì sau này ta biết truyền cho ai? Ừ, con hiểu ý phụ vương. Con xin kể cho cha rõ việc này, rồi tùy người quyết định. Trong lúc cha nằm bệnh, các vị quan không muốn vào thăm, hai công chúa và phò mã cũng sợ bị lây bệnh. Duy có chồng chị Karina đã vào đây thăm cha, rồi đưa cho con gói dược liệu. Chính nhờ dược liệu này mà cha đã chờ được tới lúc đem cỏ tiên về. Ôi, vị phò mã này lúc đầu ta cũng không ưng ý cho lắm, không ngờ như vậy là vị phò mã thứ hai cũng là người hiền đức. Cha hiểu và biết phải làm gì rồi. Duy có một điều, phò mã đó không dũng cảm, lại rất sợ chị của con. Ta cho phép hai vợ chồng con được quay lại quê hương, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì thưa cha? Con phải để ta xây một tòa lâu đài trên mảnh đất của con, bởi vì ta mong muốn vợ chồng con luôn sống trong hạnh phúc. Ngày mai ta sẽ ban bố cho toàn dân trên vương quốc này được biết phò mã Hansen trở về cố quốc. Thank you.